Chưa nghe thấy em nói, em xem lại phần âm thanh của mình đi. Ta học bài nào, có âm thanh rồi chúng ta học bài nào. À, thế bây giờ Dạ. chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một vài động từ nào. Hôm trước chúng ta bắt đầu học về phần chia động từ đấy. Đó. À, bây giờ phần động từ chúng ta có động từ diligence, nghĩa là làm cái gì đó đấy. À đó. Thế bây giờ em dịch giúp thầy một câu là cậu đang làm cái gì đây? Nói thế nào nào? Ở cái chỗ của thầy đâu rồi? Thầy bị mất đâu rồi? Hả? Hình ảnh nhá. Hình ảnh có không? Vâng. Có hình ảnh chưa? Ở đâu nhỉ? À thế bây giờ em dịch giúp thầy giáo câu là cậu đang làm gì đây? Nói sao nào? Cậu đang làm gì đây? Nói sao? À, nói rõ nào. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ôi, xin lỗi. Так, à, chúng ta sẽ nói là что ты делаешь? Что ты делаешь? Đấy. À, đó. Что ты делаешь? Đã. Gọi là tớ đang đọc sách. Đang đọc sách là như thế nào? Я. Đọc sách là gì? Đọc là gì? Я читаю. Sách là gì nào? Книги. Книги. Гу. Я читаю книгу. Đấy. Quyển sách là gì? Quyển sách là gì? Quyển sách là gì? Книга là quyển sách đấy. Книга đấy. Книга. À, khi nó chuyển sang đứng sau động từ читать thì nó sẽ chuyển thành книгу. Gu. À đúng nè, đấy. Я читаю книгу. À đúng không? Tác bột. À thế giờ hỏi tiếp nào. Anh ấy đang làm gì vậy? Anh ấy đang làm gì vậy? Что? Он что он где là yết stone где là yết đã stone где là yết à thế nói nào anh ấy đang xem tivi on xem là gì xem tivi là gì smotrit on smotrit televisor Em đang on ngồi đây đang học. smotrit on smotrit televisor on Vâng. anh ấy đang xem tivi Ôn đấy on smotrit televisor smart là televisor đấy on smotrit televisor à thế tiếp theo nào à tạc à, cô ấy đang làm gì đây cô ấy đang làm gì cô ấy là gì tô Anna Tôi ăn nè. делает что она делает đấy cô ấy đang học tiếng Nga Ăn ná mới ăn ná ví dụ cô ấy là ăn ná hoặc là anh ấy là ôn là ôn ăn ná ôn chia ôn là cách là chia cùng ngôi là chia giống nhau đúng rồi cô ấy đang học tiếng Nga ăn ná Tôi ăn nè. học là Ăn gì ná учит ăn ná Учит. учит Русский русский язык она учит язык. русский язык À, lúc nói là Paris. đấy она учит русский язык đấy она Она учит учит русский. русский язык à đúng không nào cô ấy Язык. đang đang học tiếng Nga đấy она учит русский язык à так вот хорошо à con gái của bạn học cái gì con gái của bạn học cái gì Что учит? Что учит твоя дочка? Что учит твоя дочка? Đấy. À, chúng ta phải đặt câu hỏi lên trước. Что? Sau đó đến động từ. Что учит твоя дочка? Đấy. Что учит твоя дочка? Trả lời. Con gái tôi học môn Thì toán. căn bản là nhà học là cứ được nói vế sau trước vế trước sau cho nên là Đúng cứ rồi, đấy là vào cái được cách sắp không xếp từ khó đấy. à. Cách sắp xếp từ ở trong tiếng Nga nó khác đấy. À đúng không? Đấy. À, что учит твоя дочка? Что учит твоя дочка?
À, con gái cậu học cái gì? Đấy. Что учит твоя дочка? Trả lời là cháu nó học môn toán. Đây, câu tiếng Việt của chúng ta, cháu nó học môn toán. Cháu nó là cái gì? Nó. Nó. Lâu lắm em không đọc là cái này đâu quên cái gì Đấy. cháu là Cái từ cháu nó thực chất nó là gì? Nó là Anna thôi, cái gì đâu. Là nó thôi. Đấy. Cái từ cháu nó ở trong tiếng Việt nó chính là cái từ Anna. Đấy. Anna Anna hoặc là Uchi. ôn được. Con Không, trai là ôn ôn. ôn thì là anh ấy đấy, con trai thì là ôn, Anna thì là con gái đấy. Em Anna hỏi nếu mà Uchi. con trai ôn Đấy. là con Môn gái toán là gì Anna. nào? Machimachiku. Anna Uchi. Machimachiku. À, toán Machimachiku. Anna Uchi. Machimachiku. À đúng nào, đấy. Anna Uchi. Machimachiku. À đúng không? Đấy. Đấy, Anna Uchi giống Machimachiku. cái trái thì chuyển thành y Đây 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 a chuyển thành u đấy. Anna à. uchit machimachiku. Thế bây giờ hỏi Nga bọn trẻ Uchi con nó đang làm Nga. cái gì vậy? Bọn trẻ con nó đang làm cái gì vậy? Bọn trẻ con chúng đang làm cái gì vậy? Tô giết là Dia giết là yut. giết Sto dia là yut. Trẻ con là chi gì? Dieci. giết chi Что делают дети? Дети là số nhiều, cho nên phải là делают. Что делают дети? Đấy. tô giết lại một giết Что chi делают дети? À. Thế nói là chúng nó đang xem tivi. Anh ý là chúng nó. Đấy. Anh ý. Đúng không? Anh ý. Смотрят. Anh ý смотрят. Đấy. Телевизор. Телевизор. Они смотрят телевизор. Да? Они смотрят телевизора. Они смотрят телевизор. Да? Смотрят. Да, что учит твоя дочка? Она учит математику. Что делают дети? Они смотрят телевизор. А, да? Да? Вот так. А, хорошо. Rồi, tiếp theo nào. À, bố mẹ đang làm cái gì đây? Bố mẹ cậu đang làm cái gì đây? Bố mẹ cậu là gì? Sto. Đầu tiên chúng nó đang làm cái gì chứ không phải đặt Mama trước. Dia là yut. mama à. Sto dia là yut. Tôi là The mama vai i. Đấy. mama 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 i. Papa. Đấy. papa À, đúng không nào? Thế cái từ papa i mama. Nó có một cái từ thay. Đó là từ radicili. Radicili. Là bố mẹ đấy. Radicili là cha mẹ. ra đi Radicili là số ra nhiều đấy. Что делают твои родители? Что делают твои родители? Đúng không nào? ra Đấy. đi chị đi Да. Что делают tôi твои? riêng đi ra Да. Твои родители? Ai trả lời nào? Họ đang nghỉ ngơi. Họ đang nghỉ ngơi. À nhỉ. Nghỉ ngơi là gì? À, отдыхают. Đấy. Они отдыхают. À, đấy chứ nào. Đấy. Thế vậy thì chúng ta nhìn thấy đó là cái cách mà chúng ta sử dụng. Chúng ta sử dụng các câu giao tiếp đấy. À, đó. Chúng ta sẽ để cái câu giao tiếp ở đây nhé. À, tác của chúng ta có những câu gắn gắn gọn như này. Đấy. À, đó. Tác đấy. À, Chúng câu thứ ta hai học ta. kiểu những cái này thì kiểu lúc mình quen quen rồi thì Đấy. mình trả lời thì nó có thể Đúng có thể rồi. chuẩn Chúng hơn ta được. nói cái này mãi nó quen. À xong thì chúng ta sẽ giao tiếp nó sẽ nhanh đấy. Đúng không nào? Đấy. Tất cả đấy. Đó, đây là như, gọi là những cái mẫu câu giao tiếp. Nó có sẵn. Đó. Đến đây nha. Tất cả đấy. Tất cả đó. Thế vậy thì đó là các mẫu câu mà các em cần phải đọc hàng ngày. Cái nhìn và đọc mà đọc nói đi nói lại cho nó quen rồi đấy. Đó. Mình sẽ gửi cái này vào phần chat. Đây. Nó tải vào đây. Gửi cái phần chat cho bạn nhé, mình gửi trực tiếp cho bạn. Bạn mở điện thoại lên và có thể đọc được.
có tác vật đấy đó. À, tác vật đó là cái phần bài cũ của chúng ta đấy, phần bài cũ chúng ta. Tất nhiên là trong phần bài cũ thì có nhiều cái động từ đó. Thực chất ra những động từ này chúng ta đã học hết rồi, vừa rồi chúng ta đã kiểm tra rồi. Thế bây giờ chúng ta xem phần bài mới. Trong phần bài mới chúng ta sẽ có một cái bức hình như này đấy. Hãy xem cái bức hình như này. Thế bây giờ chúng ta phải viết một cái bài đọc như mô tả cái bức tranh này. Đó. Viết được không nào? Đấy. Chúng ta sẽ viết nhé. À, chúng ta sẽ viết. Đây là ông Ivan Petrovich và gia đình của ông ta. Đấy. Это. Это. Иван Петрович и его семья. Это Иван Петрович и его семья. Đây. Đây là... Giáo viết ở đâu? Em nói sao? Giáo viết ở đâu? Em không nhìn thấy chỗ này. Đấy, trên màn hình không nhìn thấy à? À, mạng của em nó kém. À, đâu giờ? Nó đến chậm, nó đến chậm đúng không? Đấy, nó đến chậm. Đấy, đến chưa nào? Это Иван Петрович. Это Иван Петрович и его семья. Да, это Иван Петрович и его семья. Да? Это Иван Петрович и его семья. А, так. И тут тема. А, đây là gia đình ông Иван Петрович và его семья. Иван Петрович. Иван Петрович. Учитель. Учитель. À, thầy Ivan Petrovich, ông Ivan Petrovich là thầy giáo đấy. À, Ivan Petrovich, учитель, ông ta là thầy giáo, à, đúng không đấy? À, его жена, а его жена Анна Петровна, Анна Петровна, Анна Петровна. Медсестра. Медсестра. Медсестра là ai? Là bà y tá, cô y tá đấy. Thế còn vợ của ông ta là Anna Petrovna. Медсестра. Vợ của ông ta tên là Anna Petrovna. Медсестра. Làm y tá đấy. Сегодня выходной. Выходной là gì? Nghỉ ngơi. Ngày nghỉ. Vì khát nơi là ngày nghỉ đấy. Hôm nay là ngày nghỉ. Ngày nghỉ hôm nay không phải đi làm việc đấy. Да. Сегодня выходной. Иван Петрович дома. Ông ấy ở nhà. Ông Иван Петрович đang ở nhà. Он читает. Журнал. Ông ta đang đọc tạp chí, đọc báo. Он читает журнал. Đấy. Он читает журнал. А Анна Петровна смотрит. А Анна Петровна смотрит телевизор. Thế còn bà Anna Petrovna thì đang xem TV. Đấy. Đó. Bây giờ nói, họ có hai đứa con. У них двое детей. Двое детей. Phải là двое детей. Không phải дети, mà двое детей. У них двое детей. Đấy. Họ có hai đứa con. У них двое детей. À, так вот. У них двое детей. À, như thế nào? Вот так. Đấy. Đó. Hai đứa con này tên là gì? Антон. И Антон и Маша. Антон и Маша, да? Они и Маша. Они ученики. Они ученики. Chúng là học sinh. À, học sinh phổ thông và ученики, да? Они ученики. À, так. À, сейчас они дома. Bây giờ chúng đang ở nhà. Сейчас они дома. Сейчас они дома. Да, сейчас они дома. А, и они делают
Уроки. Они делают уроки. Đấy. Họ chúng đang làm gì? À, học chúng đang học bài. Они делают уроки. Đấy. Делают Так. Они делают уроки. уроки. Так. Дедушка и бабушка тоже дома. À, ông và bà cũng đang ở nhà đấy. Дедушка пишет письмо. Ông thì đang viết thư. À, бабушка отдыхает. Нет, она отдыхает. Она отдыхает. Бабушка отдыхает. Она. Так вот. А да, ты пойти. Я даю. À, нет, бабушка, вот бабушка отдыхает, вот тут отдыхает, да? Bà đang nằm trên đi văng này, đang ngủ đấy. À đó. Ở đây chúng ta có động từ gì? Ở đây chúng ta có động từ gì nào? Chúng ta có động từ pishet. Он пишет. Дедушка пишет. Là gì? Viết đấy. Pishet. Động từ viết chia như thế nào nào? Nó. Động từ viết chia như thế nào? Thì à, tạc động từ viết đó là động từ pisach đấy. Pisach. Đấy. À, ya pishu. Ya pishu. Ya pishu. Ya pishu. Tới. Đó là pishach. Pishach. On pishach. Pishach. Mới. Anh. Pishem. Pishem. Нет, мы пишем. Ya pishach. Вы пишете. Они пишут. Đấy. Em đọc lại nào. Я пишу. Я пишу. Я пишу. Ты пишешь. Ты пишешь. Он пишет. Он пишет. Он пишет. Да. Мы пишем. Мы пишем. Вы пишете. Они пишут. Они пишут. Они пишут. Они пишут. Да? А, чья не очень коэн, да? Я пишу, ты пишешь, он пишет. Мы пишем, вы пишете, они пишут, да? А, ты где на? Да? Да, đến đây chúng ta thấy đó là động từ писать, да? Писать. Вы пишете. Они пишут. Они пишут, да? А, да, хорошо. А, thì đến đây chúng ta thấy là đó là động từ писать. Xong rồi. À, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi. Hỏi và trả lời theo cái bài này nào. Đầu tiên em đọc lại thử một lần nào. Это Иван Петрович. Это Иван, Иван Петрович. И его семья. И его семья. Иван Петрович учитель. Иван Петрович учитель. А его жена. А его жена. Анна Петровна. Анна Петровна. Медсестра. Медсестра. Сегодня выходной. Сегодня выходной. Иван Петрович дома. Иван Петрович дома. Он читает журнал. Он читает журнал. А Анна Петровна смотрит телевизор. А Анна Петровна смотрит телевизор. У них двое детей. Они двое детей. У, да, да, у них. У них. У них. Двое, двое детей. Детей. Да. Антон и Маша. Антон и Маша. Да. Они ученики. Они ученики. Сейчас они дома. Сейчас они дома. Они делают уроки. Они делают уроки. Дедушка и бабушка тоже дома. Дедушка и бабушка тоже дома. Дедушка пишет письмо. Дедушка пишет письмо. А бабушка отдыхает. А бабушка отдыхает. А бабушка отдыхает, да? À, хорошо. À, thế như vậy đó là cái bài đọc của chúng ta đấy. Thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi nào. À, câu hỏi đầu tiên là: Кто Иван Петрович?
Кто Иван Петрович? Иван Петрович учитель. Да. Кто Иван Петрович? Иван Петрович, Иван учитель. Петрович учитель. Учитель, хорошо. Как зовут учитель. Его жену? Как зовут его жену? Она живет... Его жену? Анна Петровна. Không nói là Anna зовут, mà là её зовут. Её зовут, да? Её зовут. Анна Петровна. А, да? Кто она? Кто она по профессии? Анна медсестра. Анна медсестра. Анна медсестра. Анна медсестра. Она медсестра. Она медсестра. Хорошо. Она медсестра. А, ты видишь, это битеп, не? Это битеп. А, дай, да? Вот. Так. А, так. А, что делает Антон Петрович? Ио делает чит. Иван Петрович. Антон. Иван Петрович. Что делает Иван Петрович? Он читает журнал. Он читает журнал, да. А что делает Анна Петровна? Что делает Анна Петровна? Она смотрит. Да? Она смотрит телевизор. Телевизора. Она смотрит телевизор. Да? У них есть дети? У них есть дети. Họ có con không? У них есть дети? Они. Trả lời sao? Да. Они. Да. У них есть двое. Двое. Детей. У них есть двое детей, да? Да. У них есть двое детей. Да. У них есть двое детей. А, так. У них есть дети? Да, у них есть двое детей. А, да. А, ты Татьяна. А, что они сейчас делают? Что они сейчас делают? Что они сейчас делают? Они, ну, они делают уроки. Уроки. Они делают уроки, да? А что дедушка делает? Что дедушка делает? Он пишет. Пишет письмо. Он пишет письмо, да? Письмо. А что бабушка делает? Что бабушка делает? Она отдыхает, да? Она отдыхает. А, так вот, хорошо. А, да. À, thế bây giờ mình sẽ hỏi lại bạn. Xong rồi bạn sẽ trả lời. Đấy. Mình sẽ hỏi lại bạn sẽ trả lời. Nào. Так. Кто Иван Петрович? Кто Иван Петрович? Иван Петрович учитель. Иван Петрович учитель, да? А дальше мы ответ. П. Петрович. Да. Иван Петрович. Как зовут его жену? Ее зовут Анна Петровна. Ее зовут Анна Петровна. Хорошо. Кто она по профессии? Она медсестра. Она медсестра.
Она медсестра, хорошо. А что делает Иван Петрович? Он читает журнал. Он читает журнал, хорошо. А что делает Анна Петровна? Она смотрит телевизор. Она смотрит телевизор, да? У них есть дети? Да, у них есть двое детей. Да, у них есть двое детей. Что они сейчас делают? Они делают уроки. Они делают уроки, да? А что дедушка делает? Он делает письмо. Он пишет. Он пишет письмо, да? Он пишет письмо. А что бабушка делает? Она отдыхает. А, бабушка отдыхает, да? Бабушка отдыхает. А, хорошо. Хорошо. А, теперь давай chúng ta sẽ bỏ cái này đi, да? Sẽ bỏ cái này đi. Вот так. Вот так. Đó. Chúng ta sẽ không nhìn thấy chữ nữa, bây giờ chúng ta phải nói được, đấy. Đó. Кто это? Кто это? Это бабушка. Это Иван Петрович. А, ой, я. Да? А, он вот здесь, я вам скажу. Да? Он вот здесь. А, да. Это вот. Иван Петрович. Вот. Это Иван Петрович. Это Иван Петрович. Иван. Хорошо. А, кто он? Кто он? Учитель. Он учитель, да? Что он делает сейчас? Он читает журнал, да? Он читает журнал, хорошо. А кто это? Кто это? Это его жена. Его жена. Это его жена, да? Это его жена. Да, это его жена. А, хорошо, это его жена. А, так, как ее зовут? Ее зовут Анна Петровна. А, ее зовут Анна Петровна, хорошо. Петровна. Кто она по профессии? Она медсестра. Она медсестра, хорошо. Что она сейчас делает? Она смотрит телевизор. Она смотрит телевизор, хорошо. У них есть дети? Да, у них есть двое детей. Их зовут Антон и Маша. И Маша, да? Хорошо. Что они сейчас делают? Учают урок. Они делают уроки. А делают? Да. Они делают уроки. Да? Да? Они делают уроки. Ладан хоп ба. Да. Они делают уроки. Да, хорошо. А где дедушка и бабушка? Учат. Да? Они учат, они делают уроки, да? Да? А, хорошо. А где дедушка и бабушка? Бабушка и дедушка дома. Дедушка и бабушка дома. Что дедушка делает? Он пишет письмо. А что бабушка делает? Она отдыхает. Хорошо. Она отдыхает, да? А, đó thế là phần bài đọc như vậy đấy. À, phần bài đọc thì em xem kỹ lại. À, và chúng ta sẽ làm sao để chúng ta nói được, trả lời được tốt đấy. À, trả lời như vừa em vừa rồi là tốt rồi đấy. Trả lời nhanh thôi đấy.
Так вот, chúng ta học mẫu câu mới nào. Mẫu câu mới chúng ta có câu скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Здесь можно курить? Đây chúng ta học cấu trúc можно và нельзя. Можно và нельзя, да? Nó có cấu trúc đó. Cấu trúc можно là gì? Đó là có thể, да? Можно. 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 Вот так вот, да? Đó. Thế vào cấu trúc нельзя. Cấu trúc нельзя. Нельзя, да? Видите, да? Можно và нельзя. Здесь можно или нельзя. Và đằng sau cấu trúc можно là có thể. Нельзя là không thể, làm cái điều gì đó. Thì người ta sẽ cộng với lại động từ nguyên thể, đấy. Ở đây chúng ta sẽ ghi là cộng. Cộng với động từ nguyên thể tiếng Nga ghi tắt là infinitive, đấy. Đây gọi là động từ nguyên thể. Đó. Hai cái này sẽ cộng với động từ nguyên thể. Đó. Thế và ở đây khi cộng động từ nguyên thể chúng ta sẽ lấy một loạt những động từ nguyên thể và chúng ta sẽ ví dụ này. Chúng ta ví dụ. Можно курить. Курить là gì nào? Hút thuốc. Hút thuốc đấy. Можно курить. Có thể nói chuyện nào. Разговаривать là nói chuyện đấy. Можно разговаривать. Можно разговаривать, да? Можно разговаривать. Đúng rồi, đấy. Có thể đi dạo chơi nè. Гулять. Có thể đi dạo chơi, đấy. Có thể gì nữa nè. Можно читать. Có thể đọc. Đọc sách, đấy. Книги. Можно читать книги, đấy. Đó. Có thể làm cái gì nữa nè. Можно звонить. Звонить. Позвонить, đấy. Звонить. Позвонить là có tiêu đồ ngữ, động từ thể hoàn thành đấy. Можно позвонить. Đó. Играть. Можно играть. Можно играть, đấy. Играть là có thể chơi. Chơi trò chơi gì đó, đấy. Можно играть. Можно gì nữa nào? No. Курить, разговаривать, гулять, читать, книги, позвонить, играть, да? Đó. Можно спросить. Спросить. Спросить là có thể hỏi. Đấy. Можно спросить. Можно спросить. Да, пожалуйста. Đấy. Đó. Ví dụ vậy. Đấy. Đó. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy đó là một loạt những cái động từ nguyên thể. No. Можно что? Учить. Учить. Ну, можно учить. Учить. Можно учить. Учиться. Можно учить. Учиться. Vân vân. Tức là gì, bất cứ một cái động từ nào chúng ta cũng có thể để ra đằng sau, miễn là nó phù hợp về ý nghĩa là được rồi đấy. Đó. Thế vậy đó là cái cấu trúc câu với lại можно và нельзя đấy. Đó. Thế là người ta hỏi sao nào, người ta hỏi, chúng ta xem cái mẫu câu người ta hỏi. Скажите, пожалуйста. Có câu скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Здесь можно курить? Ở đây có thể hút thuốc được không? Và người ta trả lời да можно. Có thể đấy. Hoặc là нет, нельзя. Không, không được đâu. Đấy. Đó. Скажите, пожалуйста, можно позвонить? Xin lỗi, có thể gọi điện được không? Да, пожалуйста. Có thể đấy. Извините, нельзя. Извините, нельзя. Xin lỗi, không được đâu. Không được làm cái việc đó ở đây đâu. Đấy. Так вот. Thế như vậy, ở đây chúng ta nhìn thấy đó là cấu trúc câu với lại можно và нельзя và một loạt những cái động từ đằng sau này. Курить. Разговаривать. Разговаривать. Đấy. Разговаривать là nói chuyện đấy. Гулять. Читать книги. Позвонить. Позвонить. Играть. Играть. Спросить. Спросить. Учить. Учить, đấy. Видите nào, đấy. Đó. Thế đó là những cái động từ mà chúng ta có thể ghép sau cái tập hợp можно và нельзя, đấy, hai cái trạng từ, đấy, можно và нельзя. Так вот. Так. Thế và chúng ta nhìn thấy là gì nào? Sau можно và нельзя chúng ta không phải chia những động từ này nữa, đấy. Có phải không? Chúng ta không cần phải chia nó, đấy. Thấy chưa nào? Các người Việt Nam chúng ta là gì? Nhiều khi chưa học thì rất là hay chia không chia động từ. Nhưng mà đã được học rồi lúc nào cũng thích chia động từ, đấy. Đó. Như trường hợp này chẳng hạn thì là đứng sau можно нельзя là không phải chia nữa, đấy. Nhớ chưa nào? Không phải chia nó nữa, đấy. Так, можно курить. Можно разговаривать.
Можно гулять, да? Можно спросить, tôi có thể hỏi được không đấy? Можно, можно вас спросить? Tôi có thể hỏi anh một câu được không? Можно вас спросить, да? Ví dụ chúng ta đi đường, người hỏi, можно вас спросить? Можно вас спросить? Можно вас спросить? Có thể hỏi cô một câu được không? Đấy. Chúng ta đồng ý, chúng ta bảo, да, пожалуйста, xin mời, đấy. Đấy. Đó, thì vân vân vân, tức là người ta muốn bắt chuyện với mình. Người ta hỏi chúng ta, можно спросить? Да, да, могу, могу. Нет, chúng ta sẽ bảo, chúng ta sẽ nói, да, можно, да, можно, да, можно, hoặc là, нельзя, нельзя, извините, нельзя, нельзя, đấy. Đó. Нельзя là không, không được hỏi, không được hỏi gì cả, đấy. Để chứ nào. Thế bây giờ hỏi chúng ta chưa biết tiếng Nga, chúng ta bảo, можно спросить? Tôi có thể hỏi cô một câu được không? Нет, нельзя. Нет, нельзя. Đấy. Có nghĩa là gì? Không, không được hỏi đâu. Đấy. Tôi không biết nói chuyện. Так вот. Так вот, хорошо. Xin lỗi, tôi không thể nói. Xin lỗi là không, không được đâu. Đấy. Xin lỗi không được đâu. Đấy, chứ nào. Так. Хорошо. Thế ở đây chúng ta, vừa rồi chúng ta đã xem một loạt những câu hỏi đấy. Một loạt những cái động từ đó. Trong này có động từ спрашивать biết rồi này. Отвечать biết rồi này. Đấy. Слушать là gì? Слушать. Слушать là nghe. 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 Слушать là chia bình thường thôi. Я слушаю. Ты слушаешь. Đấy. Đúng không nào? Он слушает. Động từ понимать là gì? Понимать là hiểu. Đấy. Понимать là hiểu. Гулять. Гулять là dạo chơi. Đấy. Chúng ta có thể chia động từ слушать này. Chia nào. Chia như thế nào nào? Слушаю. Да. Động từ слушать. Đấy. Đó. Đó. Nghe chia nào. Я слушаю. Слушаю. Đấy. Я слушаю ты. Слушаешь. Đấy. Trong âm rơi vào đây này. Đấy. Trong âm rơi vào đây. Đấy. Слу chúng ta sẽ đánh dấu màu đỏ. Để chúng ta nhấn mạnh vào đó. Đấy. Так. Я слушаю. Ты слушаешь, да? Ты слушаешь. Так. Ой. Ты слушаешь. Ты слушаешь. Он. Он слушает. Он слушает. Так, он слушает. Ед, да? Он слушает. Мы. Мы слушаем. Мы слушаем. Да? Вы. Вы слушаете. Слушаете. Они. Они слушают. Они слушают, да? Да, ты слушать. Я дензан в этой, да? Ты тебя говорю, понимать. Понимать là hiểu. Понимать, да? Понимать. Ты понимать, он же в этой, да? Понимать. Понимать. Я понимаю. Да. Я понимаю. Чего на? Я, так, я, так, я понимаю, да? Понимаю. Я понимаю. Ты понимаешь. Ты понимаешь. Я, да? Он понимает. Он понимает. Мы понимаем. Понимаем. Вы понимаете. Они понимают, да? Они понимают. Они понимают. Да, là động từ понимать. Вот так, да? Да, động từ понимать. И иногда có động từ гулять. Гулять là dạo chơi. Гулять. Гулять. Да. Động từ гулять là dạo chơi, да? Bây giờ tôi đi dạo chơi này. Я. Я. Ба. Я пан. Я гуляю. Гуляю. Да. Гуляю. Да, ты. Гуляю. Гуляешь. Да. Он. Он гуляет. Гуляет. Мы. Гуляем. Гуляем. Вы. Гуляете. Гуляете. Они. Гуляют. Да. Они гуляют. Да. Это đó là động từ гулять. Động từ đi dạo chơi. Да. Thế như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy là có 5 động từ thì chúng ta chia 3 động từ rồi. Các động từ спрашивать, отвечать chúng ta biết rồi, hôm trước học rồi đấy.
Bây giờ sang phần trạng từ. Trạng từ của chúng ta thì có những trạng từ gì? Trạng từ. Các trạng từ đây nó đối lập nghĩa với nhau đấy. Mà nó cơ. Mà là. Mà là. Đấy. Nhiều và ít đúng không nào? Đấy. Быстро. Miệt lên này. Miệt lên này. Nhanh mà chậm. Nhiều và nhanh và chậm đấy. Liệt cố. Trutna. Trutna đấy. Liệt cố trutna. À đó. À. Dễ, dễ và khó đấy. Dễ và khó đấy. Ещё уже. Ещё уже đấy. Còn, còn và à, còn chưa và đã đấy. Đây là còn chưa và đã các vật. Tiếp theo nào. Có trạng từ очень. Очень là rất, rất đấy. Очень. 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 Потом. Потом là sau đó. Sau đó đấy. À, внимательно. Внимательно. Внимательно là gì nào? Внимательно. Внимательно. Đó là chăm chú. Chăm chú đấy. Не внимательно là không chăm chú. Внимательно. Не внимательно. Да. Có từ правильно. 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 Правильно là đúng. Неправильно. Не, неправильно. Неправильно, да? Давно. 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 Недавно. Лоуро. Недавно. Недавно. Давно. Недавно, да? Недавно. Недавно là không lâu. Красивый. Красивый. Некрасивый. Некрасивый. Đẹp và không đẹp, да? À, đó. Thế như vậy đến đây chúng ta thấy đó là à, cái phần từ mới của chúng ta. Để hôm sau chúng ta sẽ viết một cái bài đọc mới đấy. À, em về học kỹ cái phần từ mới này đấy. Xem video và cố gắng nói đi nói lại nhiều lần những cái từ này, viết nó ra đấy. Mình sẽ gửi cho bạn cái hình ảnh này à, để nó thuận lợi hơn cho cái việc mà à, giở màn hình ra có thể nhìn thấy ngay, đọc được ngay đấy. Хорошо. Đó. À, thế như vậy bài hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn em nhé. Hẹn gặp em trong buổi học tới. Dạ. Спасибо. До свидания nhé. Lần thứ nhất cái bài đầu tiên để hỏi mọi người trong gia đình. À, đã, đã. À, cái bài vừa học nãy hả? Đấy. Đấy. À, được. Đấy. Vừa để cho luyện mình chia động từ với cả hỏi về nghề nghiệp các thứ, cái đấy nó cũng nhiều, hôm nay học nhiều vấn đề trong cái bài đấy. À, nó đã, đã, đã. Mỗi bài thì nó có một cái sắc thái riêng, cho nên là bài nào nó cũng có những cái câu hỏi nó gần sát với thực tế. À, chúng ta sau khi mà viết xong bài thì bao giờ chúng ta cũng hỏi đáp. Thì cái phần hỏi đáp đó là nó phục vụ cho cái công việc hàng ngày của em đấy. À, đó. À, có cái đấy câu... nó nói về cái ngữ pháp để mình nói chuyện cho tay nó hiểu, nhiều khi mình nói nó không hiểu thì. À, đây các em cứ nói đúng như này là nó sẽ hiểu. À, tại sao mà người ta nói là gì nào? À, mình dạy là dạy giao tiếp. Thì trong khi dạy giao tiếp mình đã dạy các bạn ngữ pháp rồi. Mình dạy ví dụ chia động từ này là ngữ pháp này. Đấy. À, sau đó mình dạy là ví dụ như biến đổi. Ví dụ cử nhi ga, cử nhi gu. Thì đó là ngữ pháp. Đấy. À, sau đó chúng ta sẽ nói ra hơn đó là cách mấy. Đó là cách 4, đó là cách 5, cách 6 hay là gì vân vân. Đấy. Đó. À, đấy. Cho nên là gì? Khi mình dạy giao tiếp bao giờ mình lồng ngữ pháp vào. À, nhưng mà nó không nặng nề. Cảm thấy học ngữ pháp nó rất là dễ. Đấy. Đó. Em hiểu chưa? Ладно, спасибо, до свидания. Пока. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online 4 môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.